Như vậy là sau một tháng làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội, các thành viên Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cũng như sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan, cuối buổi chiều nay dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Và chia sẻ của đồng bào cử tri cả. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, kết quả đạt được của năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 là đáng trân trọng. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tập trung mọi nguồn lực của cả nước, toàn dân, toàn quân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012, hoàn thành mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong nghị quyết của Quốc hội. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn rất khó khăn, đòi hỏi cần sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế, khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy nhanh việc giải ngân với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, vân vân. Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông dân nông thôn, bảo đảm tăng tổng mức đầu tư vào lĩnh vực này, sớm xây dựng hoàn thiện cơ chế pháp lý để quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, vốn và tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm công bằng, hợp lý, có ưu tiên cho vùng, miền, ngành, lĩnh vực theo định hướng chính sách phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước ta. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thông qua 13 luật và nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ khóa 13. Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 6 dự án luật khác và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sau. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ báo cáo bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề, trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia giải trình thêm các nội dung liên quan. Phiên chất vấn đã đề cập đến nhiều vấn đề thực tiễn quan trọng được cử tri cả nước và đại biểu Quốc hội quan tâm. Không khí chất vấn thẳng thắn xây dựng, có tranh luận, đối thoại. Các thành viên Chính phủ đã trả lời làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã xem xét ban hành nghị quyết về một số cải tiến đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân năm 2012, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010, nghị quyết về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và nghị quyết về bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kính thưa Quốc hội, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012. Các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian báo cáo kết quả kỳ họp, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, nêu cao truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng với quyết tâm hành động của Quốc hội, của Chính phủ,
để vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.